Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 8 năm 2023. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với Đức Vượng. Bắt đầu phần tin thế giới hôm nay tôi đến từ Anh Quốc người biểu tình phủ vải đen che kín tư gia của Thủ tướng Anh Quốc. Một nhóm người biểu tình thuộc Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace đã phủ vải đen bao quanh nhà của Thủ tướng Anh Quốc là ông Sunak để phản đối chính sách khai thác dầu mỏ. Một bức hình do Tổ chức Phi Chính phủ Greenpeace, tức là Hòa Bình Xanh, có chi nhánh tại Anh Quốc, đăng tải trên mạng xã hội có tên là X, tức là tên gọi mới của Twitter vào hôm 30 tháng 8 cho thấy có bốn người biểu tình trên nóc ngôi nhà của Thủ tướng Rishi Sunak ở Yorkshire, miền Bắc của nước Anh, phủ kín ngôi nhà bằng những tấm vải màu đen rất lớn. Hai người khác đứng ở sân cỏ phía trước ngôi nhà. Họ cầm biểu ngữ với nội dung Rishi Sunak, lợi nhuận dầu mỏ hay tương lai của chúng ta theo tổ chức Hòa Bình Xanh, thì các nhà hoạt động làm như thế để phản đối việc ông Sunak ủng hộ cho việc gia tăng cấp giấy phép khai thác dầu khí ở khu vực North Sea. Họ nói như sau, chúng tôi rất cần Thủ tướng trở thành một nhà lãnh đạo về tình trạng biến đổi khí hậu, không phải là người hủy hoại khí hậu. Tổ chức Hòa Bình Xanh cho hay, một nguồn tin tại văn phòng của Thủ tướng Sunak cho biết rằng, sau đó, cảnh sát đã có mặt để kiểm soát tình hình và người biểu tình không tiến vào tư gia của Thủ tướng. Ông Sunak đã đi nghỉ ở California từ buổi tối 2 tháng 8 và không có mặt tại ngôi nhà của ông. Một cuộc biểu tình khác cũng diễn ra bên ngoài nơi ở và văn phòng làm việc của ông Sunak tại phố Downing ở thủ đô London vào ngày hôm nay, 3 tháng 8. Hôm 31 tới tháng 7 vừa qua, chính phủ Anh quốc cam kết sẽ cấp hàng trăm giấy phép khai thác dầu khí ở khu vực biển Bắc, tức là North Sea, như một phần trong những cố gắng trở nên độc lập hơn về vấn đề năng lượng của quốc gia này. Hồi cuối năm ngoái, chính phủ Anh quốc cũng đã phê chuẩn việc khai thác mỏ than sâu mới lần đầu tiên sau nhiều thập niên. Tin về Hoa Kỳ di tản một phần của Đại sứ quán tại Niger. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nâng cảnh báo đi lại với Niger lên cấp 4 ở mức cao nhất yêu cầu công dân không đến nước này, đồng thời rút một phần nhân viên chính phủ khỏi Đại sứ quán ở Niger và gia đình của họ khỏi thủ đô Niamey. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Naimi đã cắt giảm nhân lực, đình chỉ những dịch vụ thông thường và chỉ có thể hỗ trợ công dân Hoa Kỳ tại Niger trong trường hợp khẩn cấp. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu rõ như trên. Tuy nhiên, Washington chưa yêu cầu toàn bộ công dân Hoa Kỳ rời khỏi Niger. Hoa Kỳ đáp dùng cảnh báo đi lại ở mức số 3, khuyến cáo công dân xem xét lại kế hoạch đi lại với Niger từ tháng 10 năm ngoái do tình hình tội phạm, nguy cơ khủng bố và bắt cóc tại quốc gia này. vẫn ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ là John Kirby nói, Washington đã đình chỉ hoạt động huấn luyện với lực lượng Niger. Có khoảng 1.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đồn trú tại nước này. Hoa Kỳ và các nước châu Âu lên án cuộc đảo chính Niger yêu cầu chính quyền quân sự nhanh chóng thả Tổng thống bị lật đổ là Mohamed Bazoum. Niger là quốc gia thứ ba ở vùng Sahel, dung chuyển vì đảo chiến quân sự trong vòng 3 năm qua sau Mali và Burkina Faso. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi cũng đã yêu cầu Niger khó khôi phục quyền lực cho ông Bazoum trong vòng một tuần, cảnh báo sẽ sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả vũ lực, để khôi phục trật tự hiến pháp tại Niger sau hạn chót. Mali và Burkina Faso là hai nước hiện cũng do chính quyền quân sự lãnh đạo, cho biết sẵn sàng tuyên chiến nếu Niger bị can thiệp quân sự. Trong khi đó, vào ngày 3 tháng 8, hàng ngàn người đã tập trung ở thủ đô Niamey của Niger ủng hộ cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Ba Dương, một số vẫy cờ Nga và hô vang khẩu hiệu chống Pháp. Quân đội New Zealand chuẩn bị công bố một chiến lược an ninh quốc gia mới lần đầu tiên và theo dự kiến là New Zealand sẽ gia tăng ngân sách quốc phòng vào ngày 4 tây tháng 8, tức là ngày mai, New Zealand sẽ công bố các kế hoạch quốc phòng mới với trọng tâm là gia tăng chi tiêu và nguồn lực để gia tăng sức mạnh thuộc các lực lượng vốn đang bị thiếu sự đầu tư. Chính phủ công đảng cầm quyền của Thủ tướng New Zealand, đó là ông Chris Hipkins, sẽ công bố chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên và bản đánh giá trong vòng 10 tháng qua để xem xét những khoản chi tiêu cần thiết cho lĩnh vực này ông nói như sau chúng ta không thể thụ động và cần phải tiếp tục đầu tư bản báo cáo chiến lược sẽ chỉ ra vấn đề mà chính phủ New Zealand cần phải tập trung đồng thời giải quyết các vấn đề mới nổi như là thông tin sai lệch và an ninh kinh tế cũng như trợ giúp cho khả năng phục hồi của khu vực Thái Bình Dương bên cạnh đó là gia tăng mối quan hệ ở khu vực ấn độ dương và Thái Bình Dương hồi gần đây chính phủ công đảng của New Zealand đã đầu tư đáng kể vào việc thay thế cho các máy bay trinh sát bị lỗi thời bằng máy bay tối tân hơn cũng như nâng cấp các loại máy bay vận tải và gia tăng sự cải thiện khả năng duy trì bộ trưởng bộ quốc phòng của New Zealand là Andrew Lido khẳng định với ngân sách quốc phòng chỉ tương đương với khoảng 1% tổng sản phẩm quốc nội GDP thì New Zealand cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những thách thức cũng như đáp ứng được kỳ vọng ngày càng gia tăng của các quốc gia láng giềng và các quốc gia đồng minh. Ngân hàng lớn nhất Italy tuyên bố đóng cửa văn phòng đại diện tại Nga. Ngân hàng lớn nhất Italy là Intesa Sanpaolo tuyên bố sẽ đóng cửa văn phòng đại diện tại Moscow sau 48 năm hoạt động với gần 1.000 nhân viên và mạng lưới 27 chi nhánh trải dài từ vùng đất Kaliningrad của Nga ở Đông Âu đến thành phố Vladivostok ở Viễn Đông. kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra, Intesa Sanpaolo đã giảm dần mức độ hiện diện tại Nga, đưa khoản vay của các khách hàng Nga tính đến cuối tháng 6 năm 2023 xuống còn 700 triệu euro, tương đương khoảng 769 triệu Mỹ Kim, từ 3.2 tỷ euro của cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Refersen Bank International của Áo, một trong những ngân hàng châu Âu, làm ăn nhiều nhất với Nga với hơn 9.500 nhân viên tại Nga vào cuối năm 2022, cũng đang tìm cách từ bỏ các hoạt động tại Nga. Raffaesan Bank International đã giảm các khoản vay cho khách hàng và phong tỏa vốn của Raffaesan Bank Nga, nhưng họ không rời khỏi Nga. Những diễn biến gần đây làm nổi bật những rủi ro mà các công ty phương Tây vẫn đang hoạt động ở Nga hoặc đang tìm cách rời đi phải đối mặt. Tháng trước, Nga đã bổ nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp Chết Nha làm lãnh đạo hãng Danoni và cử một doanh nhân Nga điều hành các hoạt động của Carlsberg, củng cố quyền kiểm soát tài sản của các công ty đa quốc gia phương Tây tại Nga sau khi chúng bị tịch thu. Vào tháng 4, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh cho phép nhà nước nắm quyền kiểm soát tạm thời đối với tài sản các công ty hoặc cá nhân từ những quốc gia mà Điện Kremlin cho là không thân thiện. Sang qua nước Nga, một nhà đối lập người Nga có tên là Navalny dự báo sẽ bị ngồi tù thêm 18 năm nữa vì bản án giống như thời Stalin. Chính trị gia đối lập người Nga nổi tiếng đang bị cầm tù, đó là ông Alexei Navalny. Theo dự báo là ông sẽ phải nhận thêm một bản án giống như thời chế độ Stalin, làm tăng thêm thời hạn ngồi tù của ông thêm 18 năm nữa, khi mà tòa án đưa ra phán quyết vào thứ Sáu tới đây về hàng loạt các tội danh mới đối với ông. Ông Navalny là người chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin gay gắt nhất tại nước Nga, đang chờ phán quyết về lời tuyên án trong khi ông bị giam cầm tại một khu nhà tù hình sự ở phía đông thủ đô Moscow. Nơi đó, ông đang phải thụ án tù 11 năm rưỡi về tội lừa đảo cùng với các cáo buộc khác mà ông nói rằng đã được dựng lên để bịt miệng ông. Vào hồi tháng trước, các công tố viên của chính phủ Nga đã đề nghị tuyên án tù thêm 20 năm nữa về 6 tội danh riêng rẽ, bao gồm tội kích động và tội tài trợ cho hoạt động cực đoan, cũng như thành lập một tổ chức cực đoan. Ông Navalny cho rằng bản án trên thực tế có thể thấp hơn một chút, tức là vào khoảng 18 năm, Thế nhưng điều đó không thực sự quan trọng vì ông cũng bị đe dọa có thể phải lãnh thêm án tù về tội khủng bố với mức án là 10 năm tù giam nữa. Ông cho biết như sau, sẽ là một bản án rất dài giống như thời chế độ Stalin. Ông Navani năm nay 47 tuổi. Ông cho biết rằng ông có thể đăng tải ý kiến này lên các trang mạng xã hội thông qua những người ủng hộ và luật sư của ông. Ông cho rằng mục đích của án tù nặng thêm đó là nhằm gây choáng và hăm dọa người dân tại nước Nga. Thế nhưng, ông kêu gọi người dân tại Nga đừng để điều đó xảy ra và đừng sợ hãi. Vào thời điểm những năm 2010, ông Navalny đã kêu gọi hàng chục ngàn người xuống đường tại nước Nga và ông bị bắt giữ vào tháng Giêng năm 2021 sau khi ông trở về từ nước Đức, nơi ông đã được điều trị vì ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh có từ thời Liên Xô cũ. Đó là theo lời nhận định của các bác sĩ phương Tây. Ukraine cáo buộc Nga phá hủy 40.000 tấn ngũ cốc. Bộ trưởng hạ tầng cơ sở Ukraine là Oleksandr Kubarakov cáo buộc Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran tấn công vào các kho ngũ cốc của Ukraine ở cảng Ismail, tỉnh Odessa, khiến cho 40.000 tấn ngũ cốc vốn để chuyển đến một số quốc gia châu Phi, Trung Quốc và Israel đã bị phá hủy. Cảng này vốn là nền tảng an ninh lương thực hiện nay, Bộ trưởng Ukraine nói. Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga tấn công an ninh lương thực toàn cầu. Trong khi đó, Nga nói rằng là cảng và hạ tầng cơ sở ngũ cốc của Ukraine bị tấn công là nơi trú ngụ của lính đánh thuê nước ngoài cũng như chứa các vũ khí. Ukraine tháng trước cáo buộc đòn tập kích của Nga vào thành phố cảng chiến lược Odessa đã phá hủy 60.000 tấn ngũ cốc. Tuy nhiên, Moscow nói chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở quân sự mà thôi. Cảng Ismail nằm bên sông Danube là nơi ngũ cốc Ukraine được chuyển bằng xà lan tới cảng Constanta của Romania trước khi lên đường tới nơi khác. Các cảng ven sông Danube trở thành tuyến vận tải ngũ cốc quan trọng của Ukraine sau khi Nga rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào tháng 7 với lý do các điều khoản liên quan đến họ không được thực hiện. Sáng kiến ngũ cốc được Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán vào tháng 7 năm 2022 cho phép Ukraine tiếp tục xuất cảng ngô, lúa mì và các loại nông sản bằng đường biển. Đổi lại, phương Tây loại bỏ rào cản đối với xuất cảng thực phẩm và phân bón của Nga. Tổng thống Putin vào ngày 2 tháng 8 đã đề nghị người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là Erdogan giúp cho Nga xuất cảng ngũ cốc sang các nước châu Phi đang thiếu lương thực sau khi tuyên bố tặng 20-50.000 đến tấn ngũ cốc cho khu vực này. Sang qua Canada, vợ chồng Thủ tướng Canada ly thân. Thủ tướng Canada là ông Justin Trudeau và vợ của ông là bà Sophia đã ký thỏa thuận ly thân sau 18 năm chung sống. Văn phòng của Thủ tướng Canada cho biết như sau... Thủ tướng và phu nhân bảo đảm rằng họ đã thực hiện các bước pháp lý và đúng chuẩn mực đạo đức để ly thân. Họ vẫn là một gia đình. Thủ tướng cùng với bà Sofia đang tập trung nuôi dạy con cái trong môi trường an toàn và đầy tình thương. Họ sẽ đi nghỉ cùng với nhau vào tuần tới. Thủ tướng Trudeau cũng đăng trên Instagram cho hay sau nhiều cuộc nói chuyện khó khăn nhưng đầy ý nghĩa, ông và bà đã quyết định ly thân đồng thời cho biết thêm rằng cả hai người vẫn dành sự tôn trọng cho nhau. Bà Sophia chia sẻ lại bài đăng tải này. Ông Justin Churro năm nay 51 tuổi và bà Sofia năm nay 48 tuổi quen biết nhau từ thời niên thiếu vì bà Sophia là bạn học của em trai của ông Churro. Khi trưởng thành, hai người gặp nhau trong một sự kiện từ thiện vào tháng 6 năm 2003 và họ bắt đầu hẹn hò vài tháng sau đó. Hai người kết hôn vào cuối tháng 5 năm 2005. Họ có ba người con có tên là Xavier, 15 tuổi, Ella Grace, 14 tuổi và Hedian, 9 tuổi. Trong bài đăng tải nhân kỷ niệm ngày cưới vào hồi năm ngoái, bà Sophia cho hay bà đã cùng chồng đi qua cả những ngày tháng và những ngày mưa. Bà cũng thừa nhận rằng những mối quan hệ sau nhiều năm sẽ có thể gặp rất nhiều thử thách. Đến đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Ron DeSantis đồng ý tranh luận với Gavin Newsom trên Fox News. Ông Ron DeSantis, thống đốc tiểu bang Florida thuộc Đảng Cộng Hòa, đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận với ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California thuộc Đảng Dân Chủ trong một chương trình do Fox News tổ chức. Hai thống đốc đại diện cho hai tư tưởng khác nhau của Hoa Kỳ đã không ít lần đối đầu với các chính sách tại các tiểu bang của mình. DeSantis hiện đang theo đuổi ước mơ trở thành tổng thống, trong khi Newsom lại là trợ thủ đắc lực cho tổng thống Joe Biden và không quan tâm đến khát vọng trở thành tổng thống. Cuộc tranh luận này sẽ là sự kiện đáng chú ý trên đường đua tranh cử tổng thống 2024. De Test sẽ có cơ hội để làm mới hồ sơ của mình ở Florida sau một thời gian dài chịu sức ép về việc sa thải, ngân sách chiến dịch hạn hẹp và sự lo lắng của những nhà tài trợ cho Đảng Cộng Hòa. Nếu cuộc tranh luận này diễn ra, thống đốc Newsom sẽ phải chịu sức ép khi buộc phải bảo vệ các chính sách tiến bộ của tiểu bang và thành tích của Tổng thống Joe Biden trước quốc gia. Cuộc tranh luận được đề nghị diễn ra tại một trong ba địa điểm Nevada, Georgia hoặc Bắc Carolina và sẽ được phát sóng trực tiếp trên Fox News. Ông Hunter Biden là con trai của Tổng thống Joe Biden đã kiếm được hơn 4 triệu Mỹ Kim từ một công ty năng lượng của Ukraine. Bên cạnh đó là một công ty cổ phần tư nhân của Trung Quốc và các nguồn lợi tức khác trong thời gian 2 năm ông sa đà vào việc lạm dụng chất kích thích. Tin tức nói trên được tiết lộ trong thỏa thuận nhận tội với các công tố viên liên bang. Theo đó, ông Hunter Biden sẽ nhận tội nhẹ hơn liên quan tới thuế và không phải ngồi tù. Theo hãng tin Bloomberg, các bằng chứng trong thỏa thuận giữa ông Hunter Biden và các công tố viên liên bang ở tiểu bang Delaware cho thấy một số chi tiết về lợi tức của ông này trong năm 2017 và 2018, tức là hai năm mà con trai của Tổng thống Joe Biden không nộp thuế lợi tức. Vào năm 2019, ông Hunter Biden kiếm được hơn 2 triệu 300 ngàn Mỹ Kim, trong đó một triệu Mỹ Kim đến từ công ty do ông thành lập với vị trí giám đốc điều hành của một tập đoàn Trung Quốc và 664.000 Mỹ Kim đến từ một công ty đầu tư hạ tầng cơ sở cũng của Trung Quốc, 500.000 Mỹ Kim từ một công ty năng lượng của Ukraine, 70.000 Mỹ Kim đến từ một công ty của Romania, 48.000 Mỹ Kim từ một công ty luật quốc tế, và 666.000 Mỹ Kim từ các lợi ích kinh doanh ở trong nước. Nguồn lợi tức của ông Hunter Biden không được xác định trong hồ sơ của tòa án. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng ông có mối quan hệ với công ty CEFC của Trung Cộng. Công ty năng lượng của Ukraine có tên là Bersima và công ty luật có tên là Boyce, Chiller and Flexner. Ông cũng kiếm được hơn 2 triệu 100 ngàn Mỹ Kim vào năm 2018. Ông Trump nói ông có thể phải đối mặt án tù 561 năm. Cựu Tổng thống Donald Trump nói với người ủng hộ rằng ông có thể bị kết án 561 năm tù đồng thời chỉ trích Tổng thống Biden và Bộ Tư pháp. Bộ Tư pháp suy đổi của Joe gian trá lại tiếp tục truy tố phi pháp người bạn chân thành của các vị. Nhiều thông tin cho thấy tôi sẽ đối mặt với án tù tổng cộng 561 năm vì cuộc săn phù thủy của phe đối lập ông Trump viết trong thư gây quỹ gửi đến những người ủng hộ của ông. Bức thư đã được gửi đi trước khi ông Trump dự kiến trình diện tòa án liên bang vào ngày 3 tháng 8 để nghe cáo trạng. Trước đó, Đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Washington vào ngày 1 tháng 8 công bố cáo trạng dài 45 trang, truy tố ông Trump vì âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 dẫn đến cuộc bạo loạn Quốc hội Hoa Kỳ. Cáo trạng được đưa ra trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, gồm có bốn cáo buộc là âm mưu lừa gạt nước Mỹ, án tù tối đa là 5 năm, âm mưu cản trở và cản trở quy trình nhà nước, án tù tối đa là 20 năm và âm mưu tước quyền và có một cuộc bầu cử công bằng của cử tri án tù lên tới 10 năm. Cáo trạng nhắc đến Pence hoặc Phó tổng thống Hoa Kỳ hơn 100 lần, cho thấy ông Pence liên quan đáng kể trong cuộc điều tra. Hiện chưa rõ ông Pence có được tòa triệu tập, nếu ông Trump bị xét xử hay không. Dư luận tại Hoa Kỳ cũng đang phán xét với bộ tư pháp khi mà ông Trump bị truy tố với các hành động liên tiếp truy tố cựu Tổng thống Donald Trump trong thời gian gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đang đứng trước một thử thách chưa từng có tiền lệ, bởi vì họ sẽ phải thuyết phục không chỉ là 12 thành viên của bồi thẩm đoàn, mà còn phải thuyết phục cả dư luận ở trong nước. Các công tố viên sẽ phải đưa vụ án của ông Trump ra tòa án trong lúc người dân từ mọi khuyên hướng chính trị có thái độ hoài nghi đối với các hoạt động công tố ở Hoa Kỳ. Với những người trung thành với ông Donald Trump thì lệnh truy tố sẽ chỉ là một âm mưu khác do các giới chức chính quyền của ông Joe Biden thực hiện để nhằm làm suy yếu cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc năm 2024. Một cuộc khảo sát tại trường đại học Marquette mới thực hiện trong tháng 7 vừa qua cho thấy, gần 60% số đảng viên của Đảng Cộng hòa không có hoặc là có rất ít niềm tin vào bộ tư pháp Hoa Kỳ hiện nay trong khi đó con số này ở đảng Dân Chủ là 16%. Tính chung thì có khoảng 40% số người dân tại Hoa Kỳ không tin tưởng hoặc là tin tưởng ở mức thấp đối với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong thời gian gần đây. Trong một cuộc thăm dò hồi tháng 4 của washington Street Journal, có khoảng 81% các cử tri của đảng Cộng hòa cho rằng những cáo trạng của công tố viên ở quận hạt Manhattan nhắm vào ông Donald Trump liên quan tới khoản tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels có động cơ chính trị và vô căn cứ. Con số này của cả hai đảng là 41%. Những lá phiếu bầu cử vào năm 2020 đã trao cho ông Joe Biden chiếc ghế tổng thống của nước Mỹ. Tuy nhiên, một số không ít người dân Hoa Kỳ vẫn tin rằng kết quả bầu cử vào năm 2020 có sự gian lận và đây sẽ là một rào cản nữa mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ phải vượt qua để mang lại tính chính danh cho chiến thắng của họ nếu có tại tòa án. Bắt cóc hiếp dâm thiếu nữ một người gốc Việt lãnh 25 năm tù. Một người đàn ông gốc Việt đã nhận tội bắt cóc và hiếp dâm một cô gái vừa bị tuyên án 25 năm tù tại tiểu bang Louisiana. Văn phòng công tố địa phương cho biết, Bị cáo tên là Hiền Nguyễn, 45 tuổi, ở Buras cũng bị thẩm phán buộc và ghi danh là kẻ phạm tội tình dục sex offender suốt đời. Nạn nhân đã bị bắt cóc và hiếp dâm năm 6 tuổi. Trong một lần đi bệnh viện, nạn nhân khi đó đã 14 tuổi báo cho nhân viên sở xã hội biết là mình từng bị hành hạ tình dục 8 năm về trước. Nhân viên này liền báo cho cảnh sát ở Vlachemin Paris. Kết quả điều tra đã dẫn đến việc cảnh sát của Vlachemin Paris bắt ông Hiền Nguyễn. Ngay trước phiên xử, Dự trù bắt đầu hôm 31 tháng 7, bị cáo đã nhận tội hiếp dâm và bắt cóc bậc 2. Nạn nhân đã cung cấp lời khai trước tòa về ảnh hưởng nghiêm trọng của tội ác lên cuộc đời của thiếu nữ này trước khi thẩm phán tuyên đọc án phạt. Tin đến từ miền đông Hoa Kỳ, một người cha cứu được ba đứa con khỏi chết đuối ở dưới dòng sông, thế nhưng ông đã bị mất mạng. Một người cha 42 tuổi đã lao xuống nước để ứng cứu khi thấy ba đứa con của ông từ 8 cho tới 13 tuổi vùng vẫy trên đoạn sông Millstone ở thị trấn Franklin, tiểu bang New Jersey vào ngày hôm qua thứ tư. Gia đình của ông sinh sống ở thị trấn South River gần đó và họ đến khúc sông này để chơi đùa, thế rồi tai nạn xảy ra. Các nhân chứng cho biết như sau, ba đứa trẻ đã bị chới với sau khi bước xuống nước người cha vội lao tới, kéo các con của ông đến vùng nước cạn hơn. Thế nhưng không may, ông đã bị mất thăng bằng và biến mất khỏi dòng nước. Cảnh sát thị trấn Flanlin cho hay, đội cứu nạn đã tới nơi và chăm sóc y tế cho ba đứa bé, thế nhưng không thể tìm thấy người cha. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau đó, nhóm thợ lặn từ phòng công tố quận hạt Somerset đã tìm thấy thi thể của người đàn ông xấu số, số dưới dòng sông. Cảnh sát vẫn đang điều tra về tai nạn này. Sự việc xảy ra chỉ một tháng sau hai trường hợp liên tiếp có những người cha bị chết đuối khi cứu những đứa con của mình tại hồ nước Michigan và hồ nước Nakamegson. Hoa Kỳ phong tỏa tòa nhà thượng viện vì báo đồng giả. Theo NBC News vào chiều thứ tư hôm qua, cảnh sát thủ đô Washington đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp tới đường dây 911, bảo rằng có một tay súng xuất hiện tại tòa nhà thượng viện. Ngay sau khi nhận được thông tin 200 cảnh sát đã được điều động đến để phong tỏa tòa nhà, yêu cầu toàn bộ mọi người rời đi để tiến hành lục soát. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, việc lục soát được hoàn tất và không có bất kỳ nguy cơ nào được ghi nhận. Ông Thomas Menger, cảnh sát trưởng Washington cho biết, cuộc gọi nói rằng tay súng là một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp, nhưng chúng tôi không phát hiện bất kỳ đối tượng khả nghi nào, đây là một báo động giả. Cảnh sát thủ đô đã cố gắng dò tìm vị trí của người thực hiện cuộc gọi nhưng mỗi lần lại cho ra một địa điểm khác. Vào thời điểm xảy ra sự việc, Thượng viện Hoa Kỳ đang nghỉ hè và phần lớn các nhà lập pháp không có mặt ở Washington. Có tới 280.000 chiếc xe chạy bằng điện của công ty Tesla mới bị điều tra. Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông xa lộ quốc gia của Hoa Kỳ vừa thông báo họ mở cuộc điều tra sơ bộ đối với 280.000 chiếc xe chạy bằng điện của công ty Tesla thuộc hai mẫu xe mới, đó là Model 3 và Model Y do có thông báo về tình trạng mất kiểm soát tay lái và hệ thống lái có trợ lực. Đây là bước đầu tiên của một cuộc điều tra chính thức để cơ quan quản lý an toàn giao thông xa lộ của quốc gia Hoa Kỳ xác định xem nguy cơ gây ra tai nạn hay không. Cơ quan quản lý an toàn giao thông xa lộ của Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được 12 đơn khiếu nại từ những chủ sở hữu của những chiếc xe Tesla trong đó có một tài xế ở tiểu bang Georgia hồi tháng 6 thông báo rằng chiếc xe Tesla Model Y ông mới mua được 2 tuần đang chạy thì đột nhiên vô lăng không điều khiển được. Ngoài ra, một tài xế của một chiếc xe Tesla Model Y khác được sử dụng chưa đầy 30 ngày cho biết rằng hệ thống tay lái có trợ lực bất ngờ bị vô hiệu hóa. Hiện nay chưa có thông tin chi tiết về phản ứng của công ty Tesla. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến Á Châu. Pakistan mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hành lang kinh tế với Trung Quốc. Thủ tướng Pakistan là Sanbat Sharif đã mời Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan đầy tham vọng, biến nó thành một thỏa thuận ba bên để có thể ba quốc gia có thể hưởng lợi từ tiềm năng của dự án này. Đề nghị trên đã được Thủ tướng Sharif nêu ra tại lễ hạ thủy tàu chiến hộp tống PNS Tarik của hạm đội hải quân Pakistan ở xưởng đóng tàu Karachi. Phó Tổng thống thổ nhĩ kỳ là Selçuk Demir cũng có mặt tại buổi lễ. Khi nhắc lại lời mời thổ nhĩ kỳ tham gia hành lang kinh tế Trung Quốc, Pakistan được đưa ra vào năm ngoái, Thủ tướng Shangbaz cho biết việc biến dự án hạ tầng cơ sở trị giá hàng tỷ mỹ kim thành một thỏa thuận ba bên sẽ mang lại sự thịnh vượng cho khu vực và trao quyền cho những người dân thông qua các cơ sở vật chất tốt nhất bao gồm cả giáo dục và y tế ông nhấn mạnh tôi nghĩ các ba quốc gia đều có thể hưởng lợi từ tiềm năng của hành lang kinh tế Trung Quốc và Pakistan vốn đã thành công rực rỡ trong khi Pakistan và Trung Quốc mô tả mối quan hệ của họ là trong mọi thời tiết Pakistan và thổ nhĩ kỳ cả hai quốc gia có đa số người dân theo đạo hồi có mối quan hệ song phương chặt chẽ Chuyện hiếm có tại Singapore và quyết định của Thủ tướng Lý Hiển Long Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Singapore là ông Iswaran, 61 tuổi, vừa bị cắt giảm lương xuống còn 8.500 đô la Singapore một tháng trong lúc ông đang bị điều tra về tội tham nhũng, cho tới khi có thông báo mới. Tin tức về việc cắt giảm lương cũng như tiến trình điều tra đối với ông Iswaran được Thủ tướng Lý Hiển Long công khai trước Quốc hội vào ngày 2 tháng 8. Theo Bộ phận Dịch vụ Công cộng Singapore, thì lương căn bản của các vị bộ trưởng tại Singapore vào khoảng 55.000 đô la Singapore một tháng. Đây là quốc gia trả lương cho giới lãnh đạo chính trị thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Singapore cũng hiếm khi để xảy ra việc các giới chức nội các liên quan tới vấn đề tham nhũng hoặc là hối lộ. Thủ tướng Lý Hiện Long cho biết như sau, tôi đã yêu cầu ông Iswaran nghỉ phép cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất. Sự việc như vậy liên quan tới các bộ trưởng là rất hiếm, không có quy tắc hay bất cứ tiền lệ nào về phương cách xử trí đối với một người nắm giữ chức vụ chính trị. Ông Lý Hiện Long cho biết thêm, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ này. Ông cũng yêu cầu các thành viên của Quốc hội và công chúng tại Singapore không nên suy diễn và cũng không nên phỏng đoán cho tới khi nào vấn đề được điều tra một cách đầy đủ, kỹ lưỡng và độc lập. Trung tá Đài Loan bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết Trung tá họ Jay và một số đồng phạm bị bắt vì cáo buộc cung cấp bí mật quân sự cho Trung Quốc. Giới chức Đài Loan nghi ngờ Trung tá Jay nằm trong nhóm những người bị tình báo Trung Quốc tuyển mộ để cung cấp thông tin mùa. Một thông tin mật, quân sự và các lĩnh vực khác. Shea cũng bị nghi ngờ xây dựng mạng lưới gián điệp gồm các quân nhân và cựu binh có nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo cho Trung Quốc. Tờ Taipei Times dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố viên cấp cao Đài Loan cho hay, một thiếu tá đã nghỉ hưu cùng ba người khác cũng đã bị thẩm vấn trong sự việc liên quan và đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Phó Tổng Thư ký Văn phòng lãnh đạo Đài Loan là Alex Hoàng nói các hành vi cáo buộc là đáng hổ thẹn và cho cho rằng sự việc nên được điều tra kỹ lưỡng và phải có bản án nghiêm khắc đối với những người bị kết tội. Ở Đài Loan quân nhân phạm tội truyền thông tin mật cho Trung Quốc có thể bị kết án tối đa là 10 năm tù. Tháng trước Đài Loan bắt 5 người vì cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Lại có thêm một công ty nữa của Ấn Độ phải ngừng sản xuất do vụ thuốc siro trị bệnh ho bị nhiễm độc. Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu công ty Riman Labs là nhà sản xuất loại siro trị bệnh ho liên quan tới ít nhất cái chết của 6 trẻ nhỏ ở Cameroon phải ngừng sản xuất. Đây là công ty dược phẩm thứ tư của Ấn Độ bị buộc phải ngừng hoạt động liên quan tới dược phẩm chứa độc tố. Thứ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ là Bharati Pravin Pawar cho hay, Hiện nay, các nhà quản lý trong nước đang đẩy mạnh điều tra các cơ sở sản xuất dược phẩm sau khi sản phẩm siro trị bệnh ho liên quan tới hàng chục cái chết của trẻ em ở nước ngoài, qua đó làm hư hại hình ảnh của nhà thuốc thế giới của Ấn Độ. Riêng với công ty dược phẩm Bremen Labs có trụ sở tại tỉnh Meja Pradesh đang bị chính quyền sở tại thanh tra. Ấn Độ đã cho đình chỉ giấy phép sản xuất của ba nhà sản xuất thuốc siro mặc dù các công ty này vẫn khẳng định họ không có sai phạm liên quan tới dược phẩm bị cho là đã gây ra 89 trường hợp tử vong ở các trẻ em ở Gambia và Uzbekistan hồi năm ngoái. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đề nghị nhà chức trách của Ấn Độ hãy trợ giúp xác định nguồn gốc xuất xứ của các loại siro trị bệnh ho liên quan tới các trường hợp trẻ nhỏ tử vong tại đất nước Cameroon, được cho là chứa hàm lượng chất độc hại diethylen vô cùng cao. Từ tháng 6, Ấn Độ đã siết chặt quy định xuất cản sản phẩm siro trị bệnh ho xuất cản, theo đó buộc tất cả các sản phẩm phải được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận an toàn của cơ quan hữu trách. Lao xe đâm giao hàng loạt gần xô 13 người bị thương. 9 người bị thương do bị đâm dao và 4 người khác bị xe hơi do nghi phạm điều khiển tông trúng tại thị trấn Songnam, Nam gần thủ đô Seoul của Nam Hàn. Theo tin của hãng thông tấn Reuters vào ngày 3 tháng 8, loan tin. Vụ tấn công này xảy ra gần ga tàu điện ngầm Sejong, cách xô khoảng 20 cây số. Nơi này có nhiều người thường xuyên đi tàu tới Seoul làm việc. Theo John Hap, nghi phạm đã lái xe hơi lao lên vỉa hè trước khi dùng dao tấn công. Nhân chứng tại hiện trường kể lại, nghi phạm mặc đồ đen và đeo kính râm tay cầm con dao dài 50 đến 60 cm. Nghi phạm đã bị bắt giữ 10 phút sau khi cảnh sát nhận được tin báo từ người dân. Theo Korea Jungan Daily, nghi phạm bị bắt giữ là một thanh niên 23 tuổi làm công việc giao hàng. Người này có dấu hiệu bị ảo giác hoang tưởng. Cảnh sát đang điều tra động cơ gây án cũng như tìm hiểu xem anh ta có đồng phạm hay không. Vụ tấn công ở Songjong xảy ra chỉ ít ngày sau một vụ đâm dao khác ở Seoul khiến cho một người chết và ba người khác bị thương. Thủ tướng của Campuchia nói rằng ông sẽ trở lại làm thủ tướng nếu như con trai của ông gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ông Hun Sen cho biết như sau: "Nhằm giúp cho đất nước Campuchia không bị rơi vào cuộc hỗn loạn và bảo đảm hạnh phúc cho người dân, tôi muốn thông báo trước mọi người rằng nếu như con trai của tôi, đó là Hun Manet gặp nguy hiểm đến tính mạng thì tôi sẽ trở lại làm thủ tướng Campuchia trong một thời gian. Sau đó tôi sẽ quyết định" ai có thể đảm đương vai trò này. Thủ tướng Cambodia là Hun Sen đã phát biểu trong buổi lễ khánh thành xa lộ Vành Đai bao quanh một phần thủ đô Phnom Penh vào sáng 3 tháng 8. Ông Hun Sen, năm nay 70 tuổi, vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, ông đã ra thông báo không tiếp tục trở thành thủ tướng Cambodia và sẽ chuyển giao quyền lực cho con trai của ông, đó là Hun Manet. Ông cũng cho biết rằng quốc vương Cambodia sẽ bổ nhiệm ông Hun Manet, 45 tuổi, trở thành tân thủ tướng của đất nước Cambodia vào ngày 7 tháng 8 sắp tới đây. Ông Hun Sen đồng thời nhấn mạnh rằng việc trao quyền cho con trai của ông là điều cần thiết để bảo đảm cho nền hòa bình ở trong nước, cũng như đề phòng trường hợp ông qua đời trong lúc tại nhiệm. Ông cho biết như sau, có thể xảy ra các vụ đổ máu để tranh giành quyền lực nếu tôi không làm như thế và ông cũng tái khẳng định là ông sẽ không can thiệp vào công việc điều hành chính phủ của con trai ông trong tương lai thế nhưng ông nhấn mạnh rằng ông sẽ tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực chính trị sau khi rời ghế thủ tướng của campodia ông hun sen dự kiến sẽ được bổ nhiệm vào chức vụ chủ tịch hội đồng tôn vương vương thất campodia là cơ quan gồm chín thành viên chịu trách nhiệm lựa chọn quốc vương Ông cũng sẽ là chủ tịch của Thượng viện Cambodia, thay thế cho ông Sa Chun. Thái Lan tiếp tục hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng. Chủ tịch Hạ viện Thái Lan là Wang Mohamed Noor hôm nay cho biết vòng bỏ phiếu thứ hai tại Quốc hội để bầu thủ tướng sẽ không diễn ra vào ngày 4 tháng 8 như kế hoạch. Ngày 16 tháng 8, Tòa án Hiến pháp sẽ ra phán quyết về đơn khiếu nại của đảng Move Forward liên quan đến Quốc hội tước tư cách ứng viên thủ tướng của ông Pida Limjarorat Chúng tôi phải đợi qua mốc đó mới quyết định thời điểm bỏ phiếu. Ông Warnor nói với phóng viên, Move Forward do ông Pida Linja Senrat, lãnh đạo, nổi lên là đảng lớn nhất trong cuộc bầu cử vào tháng 5. Trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội vào ngày 13 tháng 7, ông Pida là ứng viên thủ tướng duy nhất nhưng không nhận đủ số phiếu tối thiểu. Lưỡng viện Thái Lan vào ngày 19 tháng 7 đã tước tư cách ứng viên thủ tướng của ông Pida với lý do đã thất bại trong vòng bỏ phiếu trước. Move Forward đã nộp đơn đề nghị để phản đối quyết định này. Quyết định hoãn bỏ phiếu được đưa ra trong bối cảnh Phu Thái, đảng lớn thứ hai, chuẩn bị công bố liên minh mới để thành lập chính phủ. Phiêu Thái vào ngày 2 tháng 8 cho biết sẽ tìm cách thành lập liên minh mới không có Move Forward và đề cử tỷ phú bất động sản Sreta Tavishin cho vị trí thủ tướng. Các nguồn thảo tin cho hay, Beton Tan Shinawatra là con gái cựu thủ tướng Natsitatsin có thể trở thành ngoại trưởng. Singapore tử hình phạm nhân ma túy thứ ba chỉ trong vòng một tuần lễ. Và ngày hôm nay 3 tháng 8, Singapore đã xử tử bằng hình thức treo cổ một phạm nhân thứ ba chỉ trong vòng một tuần lễ về tội buôn lậu ma túy, bất chấp nhiều lời kêu gọi ngưng án tử hình đối với tội phạm ma túy tại đảo quốc này. Cơ quan phòng chống ma túy trung ương của Singapore cho hay, nghi phạm có tên là Mohamed Saleh Abdul Latif là một công dân của Singapore, năm nay 39 tuổi, đã bị kết án tử hình về tội buôn bán 54 gram heroin, là một lượng đủ để gây nghiện cho khoảng 640 người trong vòng một tuần. Luật pháp tại Singapore quy định án tử hình đối với bất kỳ người nào bị kết tội buôn lậu hơn 500 gram cần sa và 15 gram heroin. Các nhóm về nhân quyền các nhà hoạt động quốc tế và Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Singapore hãy ngừng các vụ tử hình về tội phạm ma túy. Họ cho biết như sau, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy biện pháp ngăn chặn này không có hiệu quả. Phạm nhân Latif là người thứ năm bị tử hình trong năm nay và là người thứ 16 bị xử tử về tội danh liên quan tới ma túy kể từ khi Singapore áp dụng hình thức treo cổ trở lại vào tháng 3 năm ngoái sau 2 năm gián đoạn do dịch bệnh COVID-19. Hồi tuần trước, có hai công dân Singapore cũng đã bị tử hình. Đó là bà Sadi Dewi Zambani, 45 tuổi, bị treo cổ vào ngày 28 tháng 7 về tội buôn bán khoảng 31 gram heroin. Kế tiếp là ông Mohamed Aziz Hussein, 56 tuổi, bị treo cổ vào ngày 26 tháng 7 về tội buôn lậu khoảng 50 gram heroin. Đến đây một lần nữa, kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam. Sau đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Philippines xử nghiêm vụ biểu tình xét cờ đỏ sao vàng. Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Việt Nam là Phạm Thu Hằng vào ngày 3 tháng 8 đưa ra yêu cầu Philippines xử phạt nghiêm việc một nhóm người bản xứ biểu tình trước đại sứ quán Hà Nội ở quận Malat, thủ đô Manila và có hành vi xét cờ đỏ sao vàng hiện là cờ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam còn yêu cầu Philippines có biện pháp ngăn chặn hữu hiệu không để tái diễn việc xé cờ đỏ sao vàng, gây ảnh hưởng đến quan hệ đối tác chiến lược giữa hai phía mà bà đánh giá đang phát triển tốt đẹp. Trước đó vào ngày 1 tháng 8, một nhóm hàng chục người Philippines thuộc nhóm chiến binh Macabansa tiến hành biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam tại quận Malat, thủ đô Manila. Mạng báo Star của Philippines cho biết, Nhóm biểu tình lên án hành động bị cho là quân sự hóa của phía Việt Nam tại biển Tây Philippines, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Nhóm biểu tình cũng kêu gọi Việt Nam ngưng đánh bắt cá dọc theo bờ biển của nhóm đảo Kalaysian, Trường Sa. Hình ảnh ghi lại cuộc biểu tình cho thấy nhóm người tham gia đã xét cờ đỏ sao vàng in trên giấy bìa cứng. Họ cũng mang theo những biểu ngữ bằng tiếng Anh và bằng tiếng Phi với nội dung Việt Nam ngừng ngay quân sự hóa nhóm đảo Kailasan, tức là Trường Sa hòa bình chứ không chiến tranh, bảo vệ và phòng thủ nhóm đảo Khai Lai San, Trường Sa. Tin đến từ Sài Gòn cho hay, số lượng nước thải vẫn xả trực tiếp ra môi trường vì thiếu nhà máy tái chế. Thành phố Sài Gòn đã chia ra hàng chục ngàn tỷ đồng để đầu tư cho việc sửa chữa các tuyến kênh như là kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Tân Hóa Lò Gốm, kênh Tàu Hủ Bến Nghé, Tuy nhiên nước ở nhiều dòng kênh này vẫn bị ô nhiễm do các nhà máy tái chế nước thải chưa được đầu tư. Riêng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè kéo dài gần 10 cây số chạy qua các khu vực như là quận Nhất, quận Ba, quận Bình Thạnh, Phú nhuận, Tân Bình đổ ra sông Sài Gòn. Hồi năm 2002 thành phố Sài Gòn đã thực hiện dự án sửa chữa dòng kênh này với tổng số tiền đầu tư là hơn 8.600 tỷ đồng tương đương 360 triệu Mỹ Kim do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Dự án này hoàn thành vào năm 2012 giúp làm giảm tình trạng ngập lụt cũng như là ô nhiễm, đồng thời nâng cao môi trường sống cho 1 triệu 200 ngàn người dân trong khu vực này. Tuy vậy, suốt nhiều năm qua, tuyến kênh này luôn xảy ra tình trạng bị ô nhiễm khiến cho cá chết hàng loạt. Tương tự, công trình sửa chữa dòng kênh, tân hóa, lò gốm kéo dài hơn 7 cây số, chảy qua 3 quận đó là quận 6, quận 11 và quận Tân Phú, được hoàn tất vào năm 2015 với kinh phí là khoảng 5.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 210 triệu Mỹ Kim. Đến nay, các con đường và bờ kè của hai bên đã khang trang hơn trước, thế nhưng nước của những con kênh này vẫn có màu đen và bốc mùi hôi thối. Theo kế hoạch thì cho tới năm 2025, thành phố Sài Gòn sẽ có 12 nhà máy tái chế nước thải có công suất gần 3 triệu mét khối nước một ngày. Tuy nhiên cho tới nay, thành phố Sài Gòn chỉ mới hoàn thành được 3 nhà máy. Do việc đầu tư thiếu sự đồng bộ cho nên mặc dù có dự án đã hoàn thành hoặc là hoàn thành được một giai đoạn thế nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng nước thải nhiều người dân ở Sài Gòn than phiền về chuyện gặp nhiều khó khăn khi phải ghi danh tạm trú thường trú trên cổng dịch vụ công quốc gia thay vì đến đồn công an phường như trước đây. Theo báo tuổi trẻ đăng bài kể lại trường hợp của bà viết tắt là TU ở phường 13, quận Gò Vấp, Sài Gòn phải mất 2 tháng vừa khai báo trên cổng dịch vụ công vừa tới gặp công an phường cả chục lần mà vẫn chưa ghi danh tạm trú trực tuyến được. Cụ thể vào tháng 5, sau khi được công an phường 13 hướng dẫn ghi danh trực tuyến trên cổng dịch vụ công, bà đã làm theo và được báo hồ sơ không được giải quyết do sai thông tin người khai. Vào các lần tiếp theo, bà được báo khi thì sai thông tin chủ hộ, khi thì thông tin khai báo trùng lập, khai sai thông tin về việc ghi danh lập hộ mới hay hộ đã có. Oái âm là công an cũng không biết thông tin trùng lập là gì để giúp bà. Bản tin của tờ tuổi trẻ dẫn bình luận của luật sư Hứa Thị Thảo, khi hệ thống dữ liệu vẫn còn chưa đồng bộ, đường truyền chưa tốt, người dân thực hiện vẫn còn trục trặc, chưa thuận lợi khi cơ quan công an phải tiếp nhận trực tiếp và nhanh chóng giải quyết. Như vậy mới bảo đảm nhu cầu và giấy tờ thủ tục quyền lợi cho người dân, chứ không chỉ cứ một, một mực kêu người dân làm online và gây khó cho dân. Vẫn tư liên quan tới Việt Nam, thành phố Sài Gòn lại sử dụng tiền thuế của dân để sáp nhập 6 quận huyện. Có 6 quận và 142 phường xã ở Sài Gòn được xác nhận thuộc diện phải sắp xếp trong thời gian tới, Tờ báo Tuổi Trẻ trong nước hôm 3 tây tháng 8 trích dẫn nguồn tin từ đại diện Sở Nội vụ ở thành phố Sài Gòn cho hay, đó là các quận như quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 11 và quận Phú Nhuận. Khái niệm sắp xếp ở đây được hiểu là sắp nhập, gộp lại từ các quận với nhau. Ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên của Sở Nội vụ giải thích, việc sắp nhập các quận nói trên là nhằm bảo đảm về diện tích và dân số. Chi phí cho việc sắp xếp các quận ở Sài Gòn không được công bố. Trước đó, các tờ báo ở Việt Nam cho hay theo quy định mới, một quận có diện tích là 35 cây số vuông và dân số là 150.000 người. Nếu quận nào có diện tích dưới 20%, tức là 7 cây số vuông và dân số không đủ 200%, tức là 300.000 dân thì sẽ thuộc diện phải được sáp nhập. Đáng lưu ý Bản tin của tờ báo tuổi trẻ trong nước chỉ trích dẫn lời các giới chức của sở nội vụ mà không đưa ra ý kiến phản hồi của các chuyên gia hoặc là người dân về việc chính quyền tốn kém tiền thuế của dân chúng cho việc chia tách rồi lại sáp nhập các quận các huyện, phường và xã. Một facebooker có tên là Huỳnh Trung Hiếu và ví von sự việc chính quyền thành phố Sài Gòn sáp nhập quận huyện giống giai thoại như là cây tre trăm đốt ở chỗ khắc xuất rồi lại khắc nhập. Bên dưới bài đăng tải, nhiều Facebooker khác cảm thán như sau, vậy là lại làm khổ dân nữa. Việc thay đổi một đống giấy tờ, biết đâu vài nhiệm kỳ sau, các viên chức của Sài Gòn lại thấy cần phải tách ra, đúng là chuyện cây tre trăm đốt. Cùng với thời điểm thành phố Sài Gòn thì quận Hoàng Kiếm ở Hà Nội cũng được công bố là thuộc diện phải sáp nhập do không đủ các tiêu chuẩn nêu trên. Quận Nhất muốn đầu tư dịch vụ ăn uống phải phát triển kinh tế đêm. Trong 103 cơ sở kinh doanh ăn uống tại Việt Nam vừa được Michelin Guide công nhận, bình chọn thì có đến 29 cơ sở kinh doanh thuộc quận Nhất Sài Gòn. Dịch vụ ăn uống cũng là dịch vụ chính của nền kinh tế đêm mà quận này đang muốn phát triển. Tại buổi thông tin về ngày hội kết nối giao thương F&B 2023, F&B Networking Fair 2023 sắp diễn ra tới đây, Ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch quận Nhất cho biết quận vừa trình đề án thực thi một số giải pháp định hướng phát triển kinh tế đêm trên địa bàn quận Nhất lên chính quyền Sài Gòn. Hiện nay quận Nhất cũng đang doanh nghiệp đang tìm kiếm những sản phẩm mới để thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, đặc biệt là thời gian về đêm. Qua thực tế, nghiên cứu dịch vụ chính chiếm đến 90% dịch vụ kinh tế đêm là ăn uống, bao gồm đồ uống có cồn, ẩm thực. Tuy nhiên theo Phó Chủ tịch quận nhất, điểm yếu hiện nay là chưa có quy hoạch để phát triển những dịch vụ này phục vụ cho du khách. Tỉnh Quảng Trị là một tỉnh nghèo của Việt Nam, dự tính sẽ chi ra 244 triệu Mỹ Kim để xây dựng phi trường. Con số 5.800 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 244 tỷ Mỹ Kim là kinh phí dự trù để xây dựng phi trường Quảng Trị ở huyện Gio Linh do tập đoàn TNT đầu tư theo hình thức BOT, tức là xây dựng, kinh doanh rồi chuyển giao. Tờ Báo Tuổi Trẻ Trong Nước hôm 3 tháng 8 cho hay, theo dự kiến, khi khánh thành vào năm 2026, thì phi trường quản trị có khả năng kết hợp làm phi trường quân sự cấp độ 2, đáp ứng nhu cầu đưa đón khoảng 5 triệu hành khách và 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm. Theo như kế hoạch thì thời gian thực hiện dự án này là 50 năm, trong đó thời gian chuẩn bị và đầu tư xây dựng là 2 năm, thời gian vận hành thu phí hoàn vốn là... 47 năm 3 tháng. Bên dưới bản tin, một độc giả có tên là Trần Anh bình luận như sau. Việc xây dựng phi trường kiểu gì trong khi khoảng cách từ Quảng Trị tới Huế là 90 cây số, từ Quảng Trị tới Đồng Hới là 60 cây số. Hai đầu đã có hai phi trường. Trong khi đó thì tốc độ xây dựng dàn trải hơn 40 năm là quá chậm. Có nghĩa đầu tiên làm đường đất cho người đi rồi thu lệ phí, khi có tiền thì làm đường đá rồi lại thu lệ phí, sau đó đổ đường bê tông. Đó là điều không được khả thi. Đáng nói, người đứng đầu tỉnh Quảng Trị đã hâm hở xây dựng phi trường trong lúc địa phương này nhiều năm liền bị coi là một trong những tỉnh nghèo bền vững ở Việt Nam. Theo tờ báo Thanh niên ở trong nước, vào tháng 4 vừa qua, tờ báo này cho hay tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu xây dựng 3.152 căn nhà cho các gia đình nghèo. Và đến cuối năm 2026, toàn tỉnh Quảng Trị không còn gia đình nào là được xem là nghèo với những căn nhà tạm bỡ. Việt Nam sắp xuất càng 2 triệu liều vaccine dịch tả heo châu Phi sang Philippines. Việt Nam sẽ xuất càng 2 triệu liều vaccine dịch tả heo châu Phi sang Philippines vào tháng 10 tới đây. Chính phủ Việt Nam đã thông báo tin này một tuần sau khi phê chuẩn việc lưu hành loại vaccine phòng chống dịch tả heo châu Phi đầu tiên trên thế giới. Dịch tả heo châu Phi trong nhiều năm đã gây khó khăn cho thị trường thịt lợn heo toàn cầu trị giá 250 tỷ mỹ kim. Trong giai đoạn 2018 đến 2019 khi dịch bùng phát mạnh nhất, khoảng nửa số heo ở Trung Quốc đã chết. Đây cũng là quốc gia sản xuất nhiều thịt heo lớn nhất thế giới. Dịch bệnh đã gây tổn hại ước tính hơn 100 tỷ mỹ kim. Hãng thông tin Reuters dẫn nguồn tin từ chính phủ Việt Nam cho biết vaccine được sản xuất bởi công ty cổ phần Avac Việt Nam sẽ được xuất sang Philippines, đồng thời cho biết thêm là công ty này đã chuyển 300.000 liều sang Philippines sau khi vaccine được phê chuẩn. Theo thông tin, từ chính phủ Việt Nam đến tháng 7 năm 2023 đã có hơn 650.000 liều vaccine được kiểm soát, chất lượng đạt 100%. Vaccine của công ty cổ phần Avac Việt Nam đã được sử dụng để chích cho các đàn heo và đánh giá thận trọng tại Philippines. Cơ quan có thẩm quyền của Philippines đã công bố kết quả đánh giá vaccine đạt an toàn 100% heo được chích vaccine có đáp ứng miễn dịch sinh kháng thể. Vâng, tiếp theo phần tin Việt Nam, một cây sâm ngọc linh có tuổi đời 20 năm được bán ra với giá gần 38.000 Mỹ Kim. Trong 3 ngày đầu của tháng 8, tại huyện miền núi Nam Trà My đã diễn ra lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5 với chủ đề là Ngọc Linh khát vọng vương xa thu hút hàng ngàn người tới tham dự. Lễ hội này bao gồm nhiều hoạt động, trong đó có phiên chợ Sâm Ngọc Linh lần thứ 56, cùng với các dược liệu và mặt hàng nông sản đặc trưng với quy mô là 60 gian hàng của người dân cùng với các công ty trong và ngoại huyện tham gia. Điều đáng chú ý là hai hôm nay, một cây sâm Ngọc Linh có 9 nhánh nặng gần 1 kg thuộc sở hữu của người có tên là Đinh Hồng Thắng đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cây sâm ngọc linh này đã có tuổi đời hơn 20 năm, vừa được một khách hàng mua với giá là 886 triệu đồng Việt Nam, tức là gần 38.000 Mỹ Kim. Người bán là ông Vũ Tuấn Minh cho biết như sau, đây là vị khách trả giá cao nhất. Còn giá khởi điểm của cây sâm này là khoảng 33.000 Mỹ Kim. Chủ của cây sâm Ngọc Linh chín nhánh nói trên là ông Đinh Hồng Thắng, là cư dân thuộc xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, nói như sau. Trong ngày có nhiều người đến hỏi mua và đã mua được một giá cuối. Cây sâm này đã trồng được hơn 20 năm, may mắn khi mọc được tới 9 nhánh. Thông thường một cây sâm chỉ có một nhánh mà thôi, thế nhưng cây sâm này đặc biệt có tới 9 nhánh và nặng tới 0.9 kg. Đây là năm thứ nhì người đàn ông này mang củ sâm nói trên về tham dự lễ hội. Hồi năm ngoái cũng tại lễ hội sâm Ngọc Linh, Ông đã rao bán cây sâm này với giá là 800 triệu đồng Việt Nam, thế nhưng chưa có người mua. Đến năm nay thì ông lại tiếp tục mang cây sâm quý hiếm này tới tham gia phiên chợ. Tiếp theo phần tin Việt Nam, theo số liệu của Bộ Xây dựng Việt Nam, số doanh nghiệp bất động sản đã giải thể tăng 30.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp mới thành lập lại giảm đến 61.4% so với cùng kỳ. Nhóm khó khăn vướng mắc đầu tiên được Bộ Xây dựng điểm danh là về pháp lý. Hiện nay nhiều dự án bất động sản đang gặp nhiều vướng mắc về pháp lý dự án, cụ thể như là việc thực hiện quy định về phương pháp định giá đất còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó là việc quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, hoặc đã có quy hoạch chi tiết một phần 500 đã được phê duyệt nhưng không phù hợp với quy hoạch cấp trên. Nhóm khó khăn thứ hai được Bộ xây dựng nêu lên là tổ chức thực hiện. Nhóm khó khăn thứ ba chính là về nguồn vốn nhiều doanh nghiệp bất động sản buộc phải giảm tiến độ hoặc tà, tạm dừng triển khai dự án, buộc phải cắt giảm và điều chỉnh lại quy mô nhân sự từ đầu năm đến nay hoặc người lao động còn chủ động xin nghỉ việc. Có nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm trên 60% nhân viên đã vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Xong qua bản tin về kinh tế thì do tình trạng kinh tế khó khăn cho nên người dân tại Việt Nam ít mua vàng hơn. Theo bản báo cáo có tên là Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng Bạc Thế Giới, gọi tắt là WGG, vừa được công bố cho thấy nhu cầu mua vàng của Việt Nam trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay đã giảm 9% xuống chỉ còn 12.7 tấn theo tổ chức WGC cho hay, nhu cầu mua vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay đã giảm 9% từ 14 tấn vào tam cá nguyệt thứ nhì của năm ngoái xuống còn 12.7 tấn. Sự suy giảm này phần lớn là do nhu cầu tiêu thụ vàng thỏi và vàng su bị giảm đi 5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 9.6 tấn xuống còn 9.1 tấn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với lĩnh vực vàng trang sức khi nhu cầu giảm từ 4 tấn rưỡi trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm ngoái xuống còn 3.7 tấn vào tam cá nguyệt thứ nhì của năm nay, cho thấy mức giảm 18%. Ông Sao Kai Fan là giám đốc điều hành khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không bao gồm Trung Cộng, và cũng là giám đốc các ngân hàng trung ương toàn cầu tại tổ chức WGC cho biết như sau tương tự như các thị trường khác thuộc khu vực khối asean nhu cầu về vàng của người tiêu dùng tại việt nam cũng giảm đi trong tam cá nguyệt này sự suy giảm của nền kinh tế tại việt nam trong hai tam cá nguyệt liên tiếp đã tác động tới tâm lý của thị trường và nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức nhu cầu mua vàng thỏi và vàng su cũng bị hạn chế do tính thanh khoản thấp, chịu tác động từ sự suy thoái của thị trường chứng khoán và bất động sản. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin địa phương. Sau đây xin mời quý vị theo dõi các bản tin liên quan đến địa phương. 11 bãi biển ở Los Angeles ban hành cảnh báo tránh tiếp xúc do nước bẩn. Sở Y tế Los Angeles đưa ra cảnh báo về lượng vi khuẩn cao tại 11 bãi biển trong quận khuyến nghị du khách và người dân tránh tiếp xúc với nước biển. Các bãi biển bị ảnh hưởng gồm có Sapphire Fire Street và Avenue Storm Trend tại Redondo County Beach, Bluff Curve và Malaga Curve Creek tại Palos Verdes Beach, cầu Hamosa Beach và cầu Manhattan Beach, Inner Cabrillo Beach ở San Pedro cầu Malibu và Malibu Lagoon State Beach tại Surfrider Beach và cầu Santa Monica và Carbon Canyon Beach. Giới chức cho biết, tại các bãi biển này, lượng vi khuẩn đã vượt khóa, tiêu chuẩn sức khỏe trong đợt kiểm tra gần nhất vào cuối tháng 7. Chương trình nước giải trí Recreational Waters của Sở Y tế thực hiện lấy mẫu nước biển hàng tuần tại 40 điểm từ đường biên giới giữa Ventura và Los Angeles đến cầu Rendero Beach để phân tích các vi khuẩn gây bệnh như là Coliform, E. coli và Enterococcus. Người dân và du khách được khuyến nghị kiểm tra điều kiện hiện tại của các bãi biển thông qua bản đồ tương tác trên trang web của sở y tế. Việc tiếp xúc với nước biển có hàm lượng vi khuẩn cao có thể gây bệnh. Sở y tế sẽ tiếp tục giám sát và cập nhật thông tin về tình hình sức khỏe công cộng tại các bãi biển nói trên. Liên quan tới một vụ nổ súng trên xa lộ 57 gần với đô Sài Gòn, khiến cho một người thiệt mạng. Nhật báo Orange County Register loan tin một người đàn ông bị thiệt mạng và một phụ nữ bị thương khi một nghi can nổ súng vào xe của hai người này trên xa lộ 57 chạy về hướng Nam, gần với nơi tiếp giáp với xa lộ 60 ở thành phố Diamond Bar, cách thành phố Little Sài Gòn khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe về hướng Đông. Có hai chiếc xe bị trúng đạn, một chiếc là loại Hyundai Sonata màu trắng và chiếc kia là Toyota Tacoma. Chiếc xe Hyundai có hai người bị trúng đạn, tiếp tục chạy về gần một ngôi nhà ở thành phố Costa Mesa, cách nơi bị bắn hơn 30 dặm đường. Trên đường đi thì tài xế đã gọi cho 911. Theo cảnh sát xa lộ California Highway Patrol, thì người đàn ông bị thiệt mạng ngồi ở băng ghế phía sau của chiếc xe Hyundai, còn người phụ nữ bị thương ngồi ở phía hành khách phía trước đã được đưa vào bệnh viện để được chữa trị vết thương. Tài xế của chiếc xe hân đề và những người bị thương trong chiếc xe Toyota không bị thương. Cảnh sát cho rằng chiếc xe hân đề bị bắn có chủ đích. Cảnh sát chưa tìm ra manh mối nghi can và cũng chưa có chi tiết nào mô tả về chiếc xe chở kẻ nổ súng. Sa lộ 57 và đoạn chuyển giao quanh vùng xảy ra vụ nổ súng đã bị đóng lại khoảng bốn tiếng đồng hồ để được điều tra. Cảnh sát yêu cầu những ai có tin tức thêm về vụ này có thể cung cấp cho Cảnh sát xa lộ California Highway Patrol ở số phone 626 338 1164. Nhân viên 7-Eleven California tấm gọn tên cướp. Tại một cửa hàng 7-Eleven ở California, hai nhân viên đã lọc công ngăn chặn được một vụ cướp thuốc lá. Kẻ cướp đã mang theo thùng rác 20 gallon tự nhiên lục lọi và bỏ đầy thuốc lá vào thùng. Dù người quay video cổ vũ cho việc để tên cướp đi, nhưng nhân viên mặc áo xanh đen trong video vẫn quyết định hành động khi tên cướp cố gắng xô anh ta qua một bên. Ngay sau khi nhân viên này hạ gục tên cướp xuống mặt đất, một đồng nghiệp khác xuất hiện dùng cây chốt đánh liên tiếp 23 đòn vào tên cướp này. Sự việc kết thúc khi tên cướp van xin và nhân viên đã chấm dứt phiên trừng phạt với hai đòn cuối cùng. Sau cùng tên cướp được cho phép rời khỏi cửa hàng nhưng không được phép mang theo bất kỳ món hàng nào đã cướp. Sự việc này là một trong nhiều vụ cướp cửa hàng đang diễn ra ở khắp các thành phố trên cả nước gây thiệt hại hàng tỷ Mỹ Kim cho ngành bán lẻ. Các chuyên gia đang lo ngại về sự gia tăng đáng kể loại tội phạm này, với mức tăng lên tới 90% kể từ năm 2018. Sau đây là thông báo. Đêm trình diễn nhạc kêu gọi sự trợ giúp cho nạn nhân Ukraine của nữ nhạc sĩ Lyudmila Chachek đến từ Ukraine và đã từng tổng tác với nhạc sĩ Lê Văn Khoa từ năm 2005. Chương trình được tổ chức tại phòng sinh hoạt của Nhật báo Người Việt địa chỉ số 14771 đường Moran, thành phố Westminster. Đêm trình diễn được tổ chức vào tối thứ Sáu ngày 4 tháng 8 từ 7 giờ cho tới 10 giờ tối. Vào cửa tự do, chi phiếu bảo trợ xin viết cho United Help Ukraine, website unitedhelpukraine.org. Mọi sự bảo trợ sẽ được khấu trừ thuế. Ban tổ chức bao gồm giáo sư nhạc sĩ Lê Văn Khoa, Hội Giáo chức Việt Nam California, Hội Hùng Sử Việt, Viện Việt Học, Viện Bảo tàng Di sản Người Việt, Nhật Báo Người Việt. Trân trọng, kính mời. Kính thưa quý vị, vừa rồi là chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem lại các chương trình của Sài Gòn TV trên Việt Channel App, trên Youtube hoặc là trên Facebook ở địa chỉ Sài Gòn TV 57.5. Đức Vượng và Hương Thơ xin kính chúc quý vị những giây phút còn lại trong ngày thật an lành và mát mẻ. Xin kính chào.